Giới thiệu các bạn, hôm nay mình sẽ mở hộp kích thước kẹp cơ khí Mitotoyo, model là 530-109. Đây là thương hiệu của Mitotoyo, đơn vị hàng đầu về dụng cụ đo chính xác của Nhật Bản. Đây là kích thước mà anh chị thấy. Thì kích thước này nó có giải đo tới 300mm. Thường trên thị trường thì nó có hai dòng, nhất là hệ in và hệ mét, và một cái dòng nó có cả hai hệ luôn. Thì hôm nay mình cấp là dòng hệ mm, mình cấp vào cho nhà máy. Đây, bên trong của thước gồm một cái hộp rất là nhìn màu sắc rất là đẹp, giấy tờ hướng dẫn sử dụng và giấy tờ calip. Anh chị có nhu cầu thì cứ liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị kỹ thuật Alpha, số hotline trên màn hình. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều.